Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 25 tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn nợ xấu. 23 tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc. Trong số đó, nhiều chủ tàu có khả năng trả được nợ. Vậy tại sao lại có tình trạng này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nợ tàu 67. Vì sao ngư dân chậm trả? Tác phẩm vừa đạt giải nhì tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Quảng Bình năm 2018 ở thể loại phóng sự điều tra. Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt 117 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới và nâng cấp. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký kết hợp đồng tín dụng cho 87 trên 117 tàu vay vốn gần 989 tỷ đồng trên tổng số 1.265 tỷ đồng tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 18 trên 87 tàu trả nợ ngân hàng đúng thời hạn. 25 tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn nợ xấu. 23 tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc và 21 tàu không trả được nợ gốc và lãi. Nếu tình hình như thế là không bao giờ đủ khả năng trả nợ. Tính phải lấy thay đổi nha, vay đấy, vay trả. Cho vay thì phải thu nợ. Thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa án để là thu hồi nợ nhà nước. Mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động hơn một năm nay, con tàu vỏ thép này liên tục bị rỉ sét. Một số bộ phận hư hỏng buộc phải thay mới. Anh Nguyễn Văn Dương, chủ tàu đã phải thường xuyên từ bỏ tiền túi để thay thế và sửa chữa. Cái nhà bỏ ra 7-5 triệu để làm. Chúng hôm nay mình làm cái nắp hâm này xong. Thì tháng 6 mình làm cái khác, phần cửa nó làm xong. Làm xong quay lại là cái này hư lại, 2-3 tháng cái này nó rỉ lại thôi. Tăng nào về nhà, cứ anh em cứ tập trung ra, gõ rỉ, gõ cái này cho người khác. Sơn, quét, rồi làm lưỡi lắm rồi, nói chung cũng thời gian nghỉ cũng ít lắm. Anh Nguyễn Văn Dương là một ngư dân có tiếng của làng chài Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Gần 30 năm gắn bó với nghề đi biển, anh được mệnh danh là soái biển. Khi mà khai thác thắng lợi, gia đình thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Bằng kinh nghiệm và đồng vốn tích lũy của gia đình, với sự hỗ trợ của nhà nước sau khi Nghị định 67 ra đời, anh đã mạnh dạn vay hơn 20 tỷ đồng để đóng mới con tàu vỏ thép có công suất 829 CV, chuyên nghề chụp mực tại ngư trường Trường Sa. Năm đầu tiên thắng lợi, gia đình anh đã trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng 1,6 tỷ đồng, theo đúng cam kết. Năm nay, mặc dù khó khăn hơn, nhưng để giữ uy tín làm ăn lâu dài, gia đình đã cố gắng xoay sở để trả nợ đúng kỳ hạn. Nói chung, tàu vỏ thép đánh bắt thì tốt, quả là tuyệt vời, nhưng mà được cái là an toàn. Đi vướng khơi vướng xa được, nhưng mà tàu bè gì mà hư hỏng mà mình sớm quét tu bổ nhiều ạ. Những con tàu vỏ thép nằm bờ do xuống cấp, thiếu lao động đi biển, chi phí thuê bản tàu cao, làm ăn mất mùa, đó là những nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của những con tàu Nghị định 67. Trên thực tế, một bộ phận ngư dân thực sự khó khăn trong việc trả lãi vốn vay ngân hàng do làm ăn thua lỗ. Thế nhưng, cũng còn đó những ngư dân cố tình chây ý để trục lợi chính sách. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 25 tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn, nợ xấu. 23 tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc. Trong số đó, nhiều chủ tàu có khả năng trả được nợ. Từ người làm ăn thì có, nhưng mà họ cũng tham gia để họ trả lại. Họ trả rất rõ ràng, theo quy định. Đáng lý ra là năm nay anh phải trả lại hết 40 triệu, nhưng họ chỉ trả 20 thôi. Còn 20 họ cứ để dành thôi. Đó, lại có những cái hiện tượng này. Thì đây là do một số cái suy nghĩ của người dân đó, là họ cũng chưa được sâu xa và chưa kỹ lắm. Cho nên họ nói rằng bởi vì cái đóng tàu 67 này, Nghị định 67 này nó cũng ăn luôn đến cả cái phần của, tức là sự cố môi trường. Cho nên nếu như mà ngư dân mà trả không được thì lâu nhà nữa không phải xóa. Hiện tại bây giờ đối với Phương Quảng Phúc thì không nhiều. Một hai trường hợp gia đình hiện tại bây giờ là đang băn khoăn là xem các cái trường hợp khác
thì về địa phương cũng trao đổi vì nguyên nguồn bên gia đình mình đứng ra vay trực tiếp với ngân hàng tín dụng. Chứ còn đối với các tàu khác thì việc của họ là theo việc họ, còn việc mình thì mình cơ bản là mình phải chấp hành. Do suy nghĩ chưa thấu đáo về chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như trách nhiệm khi ký kết các hợp đồng tín dụng với ngân hàng, nên một bộ phận ngư dân vẫn có tâm lý ỷ lại, chưa thực sự coi con tàu là tài sản của chính mình. Các ngân hàng cũng cho biết, nhiều ngư dân đã bị một số đối tượng lôi kéo, thỏa thuận, gửi đơn tập thể kiến nghị ngân hàng giãn nợ mỗi năm trả lãi và vốn gốc ở mức 200 triệu đồng. Nếu thực hiện theo kiến nghị của một số ngư dân, thì mỗi chiếc tàu vỏ thép có vốn vay 15-17 tỷ đồng, thì phải mất 80-100 năm sau mới trả hết nợ. Nhà nước chỉ đưa ra cái chính sách và cái cơ chế để hỗ trợ ngư dân và hỗ trợ một phần cái lãi suất trong quá trình cho vay. Còn vốn gốc là vốn ngân hàng chúng tôi là đi huy động của các cái của người dân và để cho người dân vay. Nhưng mà đối với người dân thì họ phải hiểu đó là vốn của chính phủ, nhưng nhận họ là không trả nợ. Rồi là một số trường hợp thì là cái quan điểm mà làm được thì là trả nợ, mà không làm được thì trả thâu lại cho ngân hàng. Thực hiện Nghị định 67 đến nay, ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Bình đã cho 13 hộ vay vốn với số tiền trên 193 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư là gần 218 tỷ đồng. Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình đã giải ngân hỗ trợ 34 tàu vay vốn với hơn 345 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư gần 494 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình 20 tàu với kinh phí trên 200 tỷ đồng. BIDV Bắc Quảng Bình 18 tàu, kinh phí cho vay trên 240 tỷ đồng. Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu các kỳ trả nợ gốc đầu tiên, tại các ngân hàng đã phát sinh nợ quá hạn. Trong năm 2018, nợ có nguy cơ quá hạn dài ngày và chuyển nợ xấu đồng loạt. Có những trường hợp mà cố tình chây ly, không trả nợ theo hợp đồng đã ký thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Thậm chí chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa án để là thu hồi nợ với nhà nước. Thì trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã thực hiện cái việc là khởi kiện hai trường hợp là do không chấp hành cái chủ trương cũng như là vi phạm các hợp đồng kinh tế mà đã ký giữa ngân hàng với khách hàng vay. Tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh diễn ra vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở, ngành, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá hiệu quả của các con tàu đóng mới theo Nghị định 67. Tuyên truyền cho các chủ tàu hiểu rõ về trách nhiệm trả nợ, sử dụng các nguồn lực của địa phương và phối hợp với các ngân hàng thương mại để có chính sách hỗ trợ cho các chủ tàu thực sự khó khăn để tránh chuyển sang nợ xấu, giúp các chủ tàu khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất. Đồng thời, có biện pháp kiên quyết thu hồi nợ vay đối với những trường hợp chủ tàu có khả năng trả nợ nhưng chây ì. Địa phương cũng đã có tuyên truyền về cái nguồn vốn vay thì cũng đề nghị nên trả đúng hạn, còn để nhà nước hỗ trợ theo cái lãi suất. Và chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc để nắm bắt về cái vấn đề đáng là cái hiệu quả kinh tế và cũng động viên là gia đình nên trả đúng hạn. Để phát huy tính ưu việt trong chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của chính phủ, thì việc giải quyết triệt để, thấu tình đạt lý đối với các trường hợp nợ quá hạn nguồn vốn vay thuộc Nghị định 67 là rất cần thiết và mang tính cấp thiết. Là xin giãn nợ những cái 10 năm ra thành 15-20 năm. Để giống như kiểu 10 năm là 10 năm thì em trả trong vòng 1 năm là phải trả 1 tỷ. Ra 20 năm thì em trả được là có 500 triệu thôi. Những 500 triệu đó thì có thể xoay sửa được. Để tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân, các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện để ngư dân vay vốn lưu động, sản xuất kinh doanh, tìm nguồn trả nợ, đồng thời xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Nhưng với thời gian vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu kéo dài nhiều năm, nên nhiều khách hàng vẫn gặp khó khăn trong việc trả lãi và nợ gốc, tiềm ẩn khả năng chuyển nợ xấu. Chúng tôi đã kiến nghị với các bộ ban ngành của Trung ương cũng như Thủ tướng Chính phủ thực hiện là các cái biện pháp như là giãn nợ cho các cái chủ tàu, kéo dài thời hạn trả nợ vay của các chủ tàu từ 11 năm đến 20 năm, đồng thời là có cơ chế trích lập dự phòng riêng cụ thể cho các cái chủ tàu đánh bắt theo Nghị định 67. Chính quyền địa phương thực hiện
các cái hỗ trợ, ví dụ như là hỗ trợ về tiền dầu để là các cái ngư dân là thực tích cái tiền dầu đó để trả nợ cho ngân hàng thương mại, và hỗ trợ về các cái loại thuế bảo hiểm vào tàu. Trong khi chờ đợi sự điều chỉnh của chính phủ, sự hỗ trợ của nhà nước, thì trước hết mỗi ngư dân cần thiết phải nêu cao ý thức trách nhiệm. Đó là trách nhiệm với con tàu, với tài sản của gia đình, trách nhiệm với quyền lợi của chính mình và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các quy định của pháp luật. Người dân, người ta cũng đề nghị, tức là đối với cơ quan nhà nước, mà cơ quan có quyền và pháp chế nên thực hiện bằng phương pháp, tức là bắt buộc, khi người ta thực hiện được phải bắt buộc. Chứ còn mà nếu như anh không bắt buộc mà một người không thực hiện thì nhiều người sẽ không thực hiện, mà nhiều người không thực hiện thì nghị định 67 của nhà nước sẽ thất bại, nóng thẳng được. Mà trong nghị định 67 là có nhiều cái hay, cái hay thứ nhất là bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, và cái hay thứ hai là đảm bảo cho sức khỏe lao động của con người, mà vấn đề thứ ba là tăng thu nhập cho người dân. Một khi ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cũng như chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thì những chính sách hỗ trợ của nhà nước mới thực sự là cú hích lớn để những con tàu 67 vượt sóng vươn khơi, mang về những chuyến biển bội thu và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.